Để ra làm giấy kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng nghe về đời sống văn hóa ngày truyền thống lễ Vu Lan ở Nhật Bản. Ngày lễ Vu Lan ở Nhật Bản và ngày lễ Vu Lan ở Việt Nam có khác nhau gì không? Mời cả nhà cùng tìm hiểu với Minh Châu nhé. Nếu ở Việt Nam có lễ Vu Lan diễn ra vào tháng 7 âm lịch là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, thì ở Nhật Bản người dân cũng có một lễ hội mang ý nghĩa tương tự như vậy. Đó chính là lễ Obon, được diễn ra vào tháng 8 dương lịch hàng năm. Lễ hội Vu Lan hay còn gọi là lễ hội Obon vốn có nguồn gốc từ Phật giáo và nó gắn với sự tích một Bồ Tát Mục Kiền Liên xuống địa ngục để cứu mẹ. Cái điểm này nó tương đồng giống nhau. Ở Việt Nam và Nhật Bản nó giống nhau. Tức là muốn nói đến Bồ Tát Mục Kiền Liên là một người con hiếu thảo, thấy mẹ đang bị nhục hình ở địa ngục, thì Bồ Tát Mục Kiền Liên mới xuống địa ngục để cứu mẹ. Lễ hội có tên là chính thức là Urapon Vu Lan Bồn, phiên âm từ tiếng Phạn của từ Uram Hana, nghĩa là giải cứu linh hồn, thoát khỏi sự thống khổ. Theo tư tưởng luân hồi chuyển thế của Phật giáo, vào lễ Vu Lan, người ta thường dâng cúng những đồ ăn ngon, đốt vàng bạc, áo giấy cho những người đã khuất để họ không bị đói khát nơi cửu tuyền, cầu mong họ mau chóng đầu thai kiếp khác. Nhưng dù cũng tổ chức lễ Obon để tưởng nhớ người đã khuất, người Nhật quan niệm rằng người đã chết sẽ trở thành linh hồn phù hộ cho người thân trong gia đình, không chuyển thế hay đầu thai kiếp khác. Họ sẽ trở về trần thế vào thời gian Obon để vui cùng con cháu. Điều này có lẽ là do ảnh hưởng từ Shinto thần đạo, tôn giáo bản địa của người Nhật, đã hình thành nên lễ Obon với những đặc trưng rất là riêng biệt. Lễ Obon cũng có những điểm tương đồng với ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày xá tội vong nhân ở Việt Nam. Nhưng theo quan niệm của Việt Nam thì tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, suy xẻo, không tốt, thường kiêng kỵ nhiều thứ, tránh đi du lịch, đi xa, nhiều nhà còn ăn chay niệm Phật. Còn lễ Obon vào tháng 8 ở Nhật lại là dịp để những người Nhật dù đang ở xa cũng tề tụ đông đủ về thăm hỏi ông bà cha mẹ và viếng mộ người thân, kết hợp đi chơi, đi du lịch, tham gia nhiều lễ hội. Đây là một dịp lễ lớn vào mùa hè ở Nhật Bản. Ở các xí nghiệp, công ty đều được nghỉ, có khi kỳ nghỉ kéo dài đến 10 ngày. Các nhân viên tranh thủ về quê để thăm gia đình, thăm mộ hoặc đi du lịch đây đó. Lễ Obon thường kéo dài trong 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên, ngày bắt đầu lại có sự khác biệt giữa các vùng miền của Nhật Bản. Shichi Ngatsu Bon là Bon tháng 7. Shichi Ngatsu là tháng 7 đó cả nhà. Được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 dương lịch ở các vùng như Tokyo, Yokohama, Tohoku, Kyoto, Bon cũ, tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch ở các vùng phía Bắc Kanto, Chukoku, Shikoku và các đảo ở phía Tây Nam. Còn Hachi Ngatsu Bon là Bon tháng 8, Shichi
Ngát Sự là tháng 7, Ha Chi Ngát Sự là tháng 8, thì được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 dương lịch, và thời gian chính thức thường là từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Đây là ngày phổ biến nhất và là ngày hội Obon lớn nhất được tổ chức tại cố đô Kyoto. Sự khác nhau này bắt đầu từ khi Nhật chuyển đổi từ lịch âm sang lịch dương vào đầu thời đại Minh Trị. Lễ hội Obon diễn ra vào tháng 8 dương lịch theo tình trình tự như sau. Ngày 12, mọi người sẽ dọn dẹp bàn thờ và chuẩn bị đồ trang trí, đồ dân cúng, chuẩn bị đèn lồng. Trường hợp trong nhà có người vừa mới mất thì phải chuẩn bị thêm đồ để mà trả lễ cho người tới viếng thăm. Ở bên Nhật, nó có cái phong tục là khi người đến viếng thăm thì mình phải có món quà để mà trả lễ lại cho người viếng thăm. Thì món quà đó tùy theo gia đình của mình. Ở trong gói quà đó có khi là trà, bánh, kẹo, vân vân. Ngày 13 là ngày đón các linh hồn, hay còn gọi là ngày vào lễ Obon. Mọi người trong gia đình sẽ tập hợp rồi đi thăm mộ dòng họ. Vào chiều tối, họ đặt những cây đèn thắp sáng trước bàn thờ và đốt những cuộn gai đã tước trước vỏ ở giường và cổng. Đây được gọi là lửa đón để giúp các linh hồn thấy đường trở về nhà. Ngày 14 và 15 là ngày chính thức vào lễ Obon. Đây là cái khoảng thời gian các linh hồn ở lại nhà. Lúc này người ta đặt đồ thờ cúng lên bàn thờ để cúng cho các linh hồn. Đây cũng là thời điểm bắt đầu các sự kiện ở bên ngoài đường phố. Ngày 16 là ngày tiễn các linh hồn. Lúc này người ta lại đốt lửa tiễn đi tại đúng vị trí đốt lửa đón để thắp sáng đường, tiễn các linh hồn về thế giới bên kia. Cũng có nơi người ta tiễn đưa bằng cách thả những chiếc đèn xuống sông. Ngày nay, nhiều gia đình Nhật Bản làm lễ Obon đơn giản hơn, và cũng nhiều người không còn nhớ đến những nghi thức truyền thống trong ngày lễ Obon nữa, mà chỉ coi đây là dịp nghỉ dài ngày, có thể về quê để thăm gia đình hoặc đi du lịch tham gia những lễ hội mùa hè. Nhưng dù vậy, Obon vẫn là một lễ hội quan trọng với người dân Nhật Bản, là dịp để gia đình sum họp, đoàn tụ, gắn bó, khăng khít bên nhau, vẽ nên những nét đẹp của Obon không thể mất đi mà ngược lại vẫn được gìn giữ trong thời đại hiện nay. Minh Châu vừa gửi tới cả nhà về đôi nét truyền thống về đời sống văn hóa ở Nhật Bản trong ngày lễ Vu Lan. Minh Châu cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Nếu thấy video hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho Minh Châu, xin một like nhé, để Minh Châu có tinh thần làm tiếp những video hay cho cả nhà xem. Trước khi dứt lời, Minh Châu chúc cho cả nhà chúng ta có một mùa Vu Lan thật vui, khỏe, an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mình. Những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc nhé. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.